Chào mừng quý vị đến với kênh Bất Động Sản Thiện Nhân. Tôi đang đứng ở đây là thuộc xã Long Phước, thuộc thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Xã Long Phước quý vị nhé. Ở đây tôi đang có một cái lô đất mặt tiền đường nhựa đây. Diện tích là 2.230 m², đất nông nghiệp, nhà riêng. Đấy, quy hoạch đất ở, quý vị nên thổ cư thoải mái. Đấy, chiều ngang cái này ngang được 14 m. Đây là ấp gì anh nhỉ? Phước Hữu, ấp Phước Hữu. Đây, lô đất này nó bắt đầu giáp với lại cái bờ tường kia, đến giáp với cái lưới B40 đây, kéo dài đến tận xuống dưới cái chỗ cái cây đây, cái cây dừa. Cái này rất thích hợp làm nhà vườn, xây biệt thự vườn. Đất này là đất rất màu mỡ nhé, đất đỏ. Từ đây đi ra trung tâm Bà Rịa thì khoảng vài phút thôi, vài phút đồng hồ là ra trung tâm thôi, 10 phút đổ lại, 10 phút. Cái này giờ chào giá bao nhiêu anh? 2 tỷ 9. Này là giá 2 tỷ 9. Em coi cái bản đồ quy hoạch của nó này. Cái quy hoạch mới nhất của Bà Rịa Vũng Tàu mình đó. Nhà đây thuộc quy hoạch đất ở đúng không? Cái đường Võ Văn Kiệt này. Thì anh bóp nó nhỏ là chỗ mình đang đứng đó, cái chấm xanh đó chỗ mình đang đứng đó. Ra ngoài này là cái vòng xoay rồi. Màu quá. Cho này cho sáng lên tí. Nó máy nó hết pin. Tối hôm qua quên sạc. Hết rồi. Mờ quá, không nhìn thấy gì nữa. Em đào cái bản đồ quy hoạch về hả tối? Dạ vâng, chỗ này em biết mà. Thì đây là xã Long Phước. Từ chỗ này mà ra đến trung tâm thành phố là khoảng 10 phút nhỉ? 10 phút. Xa này mà nó ở đường này thì đi nhanh. Dạ. Đi tích tắc. 10 phút thôi. Đây, vùng quê. Ngoại ô của thành phố Bà Rịa. Rồi. Đi anh đi. Đây, khu dân cư. Hẹn gặp lại quý vị trong các video lần sau. Xin chào.